nên có thêm biệt danh mới, Miss Nói Dối. Xoay quanh lùm xùm về tình trạng học vấn thì mới đây, mạng xã hội lại được fan xôn xao tin đồn Á hậu Kim Duyên đã bị buộc thôi học chứ không hề bảo lưu chương trình học, khiến cô nàng lần nữa mất điểm trong mắt công chúng. Sau khi bị vạch trần chuyện nợ 43 tín chỉ vào cuối năm ngoái thì mới đây, một nhóm kín trên Facebook đã tạo hẳn một file tài liệu để chứng minh Kim Duyên chẳng những nợ 43 tín chỉ mãi không trả được mà còn bị trường Đại học Nam Cần Thơ buộc thôi học vì việc nợ môn kéo dài. Cụ thể, khi truy cập vào trang web của trường, Á hậu đang nợ 43 tín chỉ, nghĩa là cô nàng đã vượt quá số nợ tín chỉ tối đa và ở trạng thái thôi học. Đây không phải là lần đầu tiên nàng hậu bị tôi nói dối, khi mà trước đó Kim Duyên từng để profile là cử nhân đại học khi chưa học xong đại học và chỉ có chứng chỉ khóa học ngắn hạn biên sinh. Bên cạnh đó, cô nàng còn giới thiệu mình là MC song ngữ, nhưng phát âm tiếng Anh của người đẹp liên tục bị netizen bắt lỗi. Thật không vui cho nàng hậu khi vừa được cư dân mạng gắn cho biệt danh mới, Miss Nói Dối. Có thể thấy, dù là người đẹp đại diện Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia, nhưng Kim Duyên dường như không nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người hâm mộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé!